Rồi, chào anh em ha. Này mình giao lưu cái anh em ơi. Em quay bán mấy bộ đề này ha. Mấy này đồng giá 250 ngàn bộ ha. Rồi bữa nay mình chơi nhẹ cái game này đi. Bắt đầu chơi game tiếp ha, đón cặp số may mắn nha. Rồi, trước tiên giới thiệu tên số điện thoại gì đi. Zalo 0961088776 ha. Rồi. Anh em nào mua bộ đề thì liên hệ em. Em có mấy dòng Echo Qrix đồ 230, 240 gì lắm nè. Ba lỗ, bốn lỗ gì, lỗ vuông, lỗ tròn gì lắm đó. Anh em nào hợp nhãn cái nào thì liên hệ em ha. Mấy Echo nhiều. Rồi, giới thiệu máy này luôn. Shindawa 231 nè. À, ở đây nó có cái mã vạch nha. Cái trò chơi này em bắt chước mấy anh em thôi, làm chơi đặng giao lưu vui vẻ nha. Anh em có gì cũng vui vẻ với em ha. Này em nói thẳng là em bắt chước luôn đó. Để mất công anh em nói em làm màu này nọ. Cái nào mình thấy hay thì mình học hỏi thôi anh em. Vậy ha. Tiếp tục. Cái máy này Shindawa 231 nè. Nó đang bị sét cái nhông chụp giật kìa. Để nữa em kiểm tra lại em, nếu mà bán nguyên máy như vậy chưa dọn thì 1 triệu ha, 231 ha. Máy này vip luôn á, chạy bền nổ ngon lắm. Cái tum này là tum ống cần kia chứ không phải tum gời nha. Anh em lưu ý đó. Bình xăng dưới luôn ha, bình xăng quanh rồ le đỏ. Ủa cái gì, không phải le đỏ, quanh rồ đàng hoàng. Bình xăng hút dưới lên ha. Rồi, nói chung là cái máy này 1 triệu. Chưa có dọn chưa gì hết, như hình như video là 1 triệu nè. Công dọn 200 ngàn nữa. À, là 1 triệu 2 ha, dọn nổ là 1 triệu 2. Đóng pin 250 ngàn nữa. Là 1 triệu 450 ngàn, là cái máy mình có đề ngon lành ha nè. Đó. Rồi giới thiệu sương sương vậy thôi. Rồi về cái phần cặp số may mắn ha, thì cái số nó nằm đây nè. Đó. Bắt đầu từ bữa nay, nay ngày mấy, thành để em vuốt xuống coi. Nay là 6 giờ ngày 22 tháng 4 ha. 6 giờ chiều ngày 22 tháng 4. Rồi mai xổ số là ngày 12 giờ trưa ngày 23 tháng 4. Đó là kết thúc cuộc chơi ha. Anh em coi lưu ý giùm em ha. 12 giờ trưa ngày 23 tháng 4 là em xổ số cái số này ha. Rồi anh em nào đoán trúng cái số này thì em tặng cho một cái bộ đề bất kỳ luôn. Mấy này nè. Anh em nào coi thích cái bộ nào thì khoanh tròn lại em tặng cho luôn. Tặng một bộ đề luôn ha, trị giá 250 ngàn luôn. Đó. Anh em nhớ đăng ký theo dõi kênh em nha. Đó, anh em nào theo dõi mấy em tặng ha. Có gì nếu mà xổ số trúng số thì lên tiếng giùm em hay gì. Rồi mình để lại cái số điện thoại ha. Giống như ngày mai em xổ số anh tên A trúng thì anh tên A để lại cái số điện thoại giùm em để em liên lạc em gửi. Em nói là em làm nha. Chơi có nhiều người coi mà đâu có mất uy tín được anh em. Rồi. Đây ha. Bộ đề Qrix nè, lỗ vuông nè. Cái này nó có 3 lỗ mà quen miệng cứ kêu 4 lỗ hoài. Có 3 lỗ mà lỗ vuông ha. Còn cái loại này 3 lỗ, lỗ tròn nè, lỗ tam giác nè. Rồi bộ Shindawa 2S23 nè. Thằng này thì chế vô mấy cái máy bự bự cũng được nè, tại motor nó bự ra nè. Không, chà bá luôn. Này thì của G2KC nè. G2KC thì chỉ thay cho nó thôi ha. Cái này tại vì nó không có cái kiểu G ấy, nó dính cái cốt vô cái dên vô cái máy luôn. Cái găng đề vô cái máy bởi vì phải đúng của nó mới được. Em nói rõ vậy ha.
Lưu ý là cái này phải có cái máy đó gắn dây gan mới được, chứ không có chế được ha. Rồi mấy cái bộ này nè, bộ này gắn của máy Trung Quốc 26 nè. Cái này mình đút cái lục giác vô cái lỗ này mình quay nè, thay vì cũng dây giật. Cái bộ này 200 ngàn thôi. Cái này em còn nhiều ha, anh em nào mua thì liên hệ em. Gắn cho hai Trung Quốc 26cc á, 34 ly á, là vừa đó. Nên mình đút cái lục giác vô đây nè, rồi mình quay thay vì cái dây giật. Quay cũng được anh em, mà thấy nó nhiều anh em không thích thôi, chứ em còn cũng nhiều á, 200 ngàn cái thôi. Chừng nào anh em mua cái nào thì em test cho ok hết, rồi gồm em mới gửi ha. Giống như ví dụ mua cái này khoanh tròn lại gửi em, Hoài ơi anh mua cái này nè đó, cái em lấy pin ra em test ok gửi cho anh coi đàng hoàng, rồi em mới gửi ha. Đó, đâu đó đàng hoàng test thử cho nó chạy nó quay được ok mới gửi. Rồi bộ mấy bộ đề em cũng còn nhiều ha, anh em nào cần thì liên hệ em. Còn cái bộ đề kiểu 26 Trung Quốc này, cái máy này máy Nhật ha, cái bộ đề này Nhật ha, mà gắn Trung Quốc 26 vừa. Cái này cái loại có dây thì vài bữa nữa em mới về ha, em bán hết rồi, bữa hôm 40-50 bộ bán hết luôn nè, bán là gai hết rồi vậy ha. Rồi cũng gửi lời cảm ơn anh em luôn, anh em đăng ký theo dõi kênh rồi ha, nào em ra mấy cái gì hay ho đó thì anh em mua ủng hộ giúp em, có gì anh em mình trao đổi qua lại với nhau, em dễ lắm, thuận mua vừa bán, gì cũng vừa phải được thì mình bán nhau anh em. Cái số series nằm đấy ha, đón hai số cuối giùm em, giống như là 15, 17 gì đó, người một cặp số ha. Nếu mà trúng cái cặp số của cái máy này thì ngày mai ngày 23 tháng 4 12 giờ trưa em sổ số ha. Trúng cái cặp số này thì em tặng cho một cái bộ đề bất kỳ luôn. Anh nào trúng thì nhớ theo dõi nha, để em gửi cho. Theo dõi rồi vô trả lời, đưa cái số điện thoại ha, rồi em gửi cho tặng nhà luôn. Đó, chơi nhiệt tình với anh em luôn, 250 ngàn tặng anh em luôn. Mà phải đăng ký theo dõi kênh em nghe, em mới gửi nha. Rồi anh em có gì theo dõi kênh giùm em cho nó phát triển xíu anh em. Giờ cũng được 1000 lẻ mấy anh đăng ký rồi, cũng vui. Cố gắng quay những cái gì hay ho bổ ích cho anh em coi ha. Kênh em chủ yếu để chia sẻ thôi chứ không có hơn thua gì với ai. Anh em coi ủng hộ em cảm ơn nhiều. Rồi cặp số may mắn ở đây ha. Ngày mai 12 giờ trưa ngày 23 tháng 4 là bắt đầu mình sổ số. Ai trúng thì em tặng một bộ đề bất kỳ, gửi tặng nhà luôn. Số điện thoại em 0961088776. Rồi nghe tới 12 giờ ngày 23 tháng 4 là chốt cặp số ha. Anh em vô bình luận nhiệt tình giùm em ha. Rồi, chào anh em. Quên nữa, còn cái máy này thì hiện trạng như bây giờ thì 1 triệu. Dọn nổ thì 200 nữa. Đóng pin thì 250 nữa là 1 triệu 450 ngàn là chạy ok ha. Dòng sinh đi qua 231 này cho bò lắm anh em. Về cái mình lên cái cần mình phát cỏ hay là mình chế này chế kia là đính luôn. Bình xăng hút luôn nè, từ dưới hút lên nè. Nó có giá là cái bình xăng dưới hút lên nè. Rồi 1 triệu 450 ngàn là đề đồ ngon lành luôn ha. Anh em nào làm thì liên hệ em luôn. Đó. Cái cặp số may mắn của nó đây ha. Đón chúng thì mình được cái bộ đề bất kỳ luôn, chỉ giá 250 ngàn. Rồi chào anh em ha, chúc anh em buổi chiều vui vẻ.